Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 1, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Thời gian gần đây, tình trạng tàu hàng gặp nạn và mắc cạn tại biển cửa Việt thường xuyên diễn ra, gây thiệt hại lớn cho các chủ phương tiện. Công an huyện Triệu Phong tiến hành tiêu hủy vũ khí tự chế và vật liệu nổ. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà, đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm 2014, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, văn phòng tỉnh ủy đã chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Trong đó, cán bộ, công chức, văn phòng tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tài liệu, phục vụ chu đáo các kỳ họp của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và các cuộc làm việc của thường trực tỉnh ủy với các ngành, các địa phương và đơn vị. Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tham mưu xây dựng đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, vân vân. Nhiệm vụ trong năm 2015, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp trong quản lý điều hành của lãnh đạo văn phòng, phối hợp tốt với các cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành tốt các chương trình công tác trong năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong rằng Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ biên tập, tổng hợp, thẩm định văn bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ lãnh đạo chỉ đạo tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao tặng các danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác năm 2014. Nhân dịp đầu năm mới 2015, sáng nay Cục Thuế Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt cả cơ quan báo chí trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2014, ngành thuế Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng thu 1.238 tỷ đồng, đạt 130% dự toán pháp lệnh, 117% Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Có được điều đó ngoài nỗ lực của cán bộ, công chức ngành thuế, có sự đóng góp không nhỏ về công tác tuyên truyền của cả cơ quan báo chí đóng trên địa bàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh, năm 2015, cả cơ quan báo chí cần đồng hành với ngành thuế tiếp tục tuyên truyền về những chính sách, pháp luật về thuế, nhất là những văn bản pháp luật mới ban hành, nhằm nâng cao nhận thức cho các thành phần kinh tế đối với nghĩa vụ đóng ngân sách nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị cả cơ quan báo chí cần kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc nộp thuế, cũng như phát hiện, phản ánh những hiện tượng chây ì, những doanh nghiệp vi phạm chế độ hóa đơn, chế độ kế toán thuế, đồng thời cung cấp cho lãnh đạo Cục Thuế những cán bộ, công chức của ngành làm việc thiếu trách nhiệm. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, hầu hết cử tri đều phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh nhà đạt được trong năm 2014. Cử tri xã Triệu Tài cũng đã nêu ý kiến liên quan đến các vấn đề như hỏi thăm triều Hiền Lương ở đông rác thải gây ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà ở trái phép ở khu vực chợ Triệu Tài, thu lệ phí đồng bộ xe mô tô chưa triển khai đồng bộ, kênh tưới N1 không có cổng tiêu gây ngập úng tại thôn Bích La và An Hưng, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, tuyến đường bê tông từ An Trú đến Tài Lương bị xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại cũng như sản xuất của người dân, cần mở rộng đối tượng vay vốn sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho một số đối tượng chính sách trên địa bàn, quá trình giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chậm, vân vân. Sau khi nghe các ý kiến phản ánh của cử tri, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương tinh thần đóng góp xây dựng của bà con cử tri.
Đồng chí đã cùng với chính quyền địa phương giải trình một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những vấn đề khác được đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian tới. Hôm qua, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà do đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 1 và phường Đông Lương. Tại điểm tiếp xúc, nhiều cử tri đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà giải quyết những vấn đề còn gây bức xúc ở địa bàn như tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Nhiều hệ thống thoát nước không đảm bảo gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sinh hoạt của người dân. Việc xuống cấp của một số tuyến đường giao thông trong nhiều năm vẫn chưa được nâng cấp, gây khó khăn đi lại cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão. Nhiều cử tri cũng đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, cấp sổ đỏ cho nhân dân, v.v. Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hà đã giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu, tổng hợp, đề nghị các cấp, các ngành chức năng xem xét và giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, sáng nay huyện Cam Lộ đã huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên xã Cam Thành và cán bộ chiến sĩ trung đoàn 19 sư đoàn 968 ra quân giúp nhân dân ở giáo xứ Phước Tuyền thực hiện một số công trình giao thông và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, góp phần chỉnh trang nông thôn mới. Trong đợt này, huyện Cam Lộ đã huy động trên 50 đoàn viên thanh niên xã Cam Thành, đoàn viên khối cơ quan và cả ban ngành đoàn thể cùng 150 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 19 sư đoàn 968 để cùng với nhân dân giáo xứ Phước Tuyền làm đường giao thông nông thôn. Chỉ trong thời gian một ngày, nhưng tuyến đường dân sinh có chiều dài gần 500m thường bị lầy lội đã được mở rộng, chỉnh trang sạch sẽ, khang trang. Ngoài ra, huyện đoàn Cam Lộ cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dài gần 1 km dọc theo tuyến đường chính của thôn. Hôm nay tôi thấy rất phần khởi là vì được cái sự quan tâm ở trên đưa các cái lực lượng vũ trang và đoàn thanh niên đã về giúp đỡ là thôn Phước Tuyền và giáo xứ Phước Tuyền được là làm còn lại con đường là rất khang trang và đi lại được sự dễ dàng. Giáo xứ Phước Tuyền có 30 hộ với trên 100 nhân khẩu theo đạo Thiên Chúa. Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở đây trong những năm qua gặp nhiều khó khăn do lực lượng lao động ít, tiềm lực trong nhân dân còn hạn chế. Vì vậy, huyện Cam Lộ cũng như xã Cam Thành đã huy động mọi tầng lớp nhân dân, kể cả phối hợp, ký kết với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để giúp đỡ bà con giáo xứ Phước Tuyền hoàn thiện dần cả công trình theo đúng kế hoạch. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã không quản khó khăn, quyết tâm giúp giáo xứ Phước Tuyền sớm hoàn thành công trình để góp phần xây dựng nông thôn mới. Hôm nay là đợt ra quân đầu tiên của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 19 cùng với nhân dân của xã Cam Thành chung sức xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đối với vùng quê ở thôn Phước Tuyền của xã Cam Thành là một vùng quê công giáo. Chính vì vậy, trong cái thời gian rất ngắn nhưng mà cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã xác định ý thức trách nhiệm, nỗ lực hết sức mình để cùng với nhân dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao nhất. Sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sĩ trung đoàn 19 không những có ý nghĩa quan trọng giúp cho giáo xứ Phước Tuyền sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần củng cố thêm khối đại đoàn kết nói chung và đoàn kết gắn bó lương giáo nói riêng để cùng nhau xây dựng quê hương giàu mạnh. Thời gian gần đây, tình trạng tàu hàng gặp nạn và mắc cạn tại biển cửa Việt thường xuyên diễn ra gây thiệt hại lớn cho các chủ phương tiện. Hiện tại có hai chiếc tàu bị sóng biển đánh hư hỏng vì đang mắc cạn tại phao số 2 cảng biển cửa Việt. Cách đây vài ngày, vào chiều ngày 6 tháng 1 năm 2015, con tàu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải tàu biển Trung Thành quản lý do ông Nguyễn Văn Bằng, trú tại tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng, xuất phát từ cảng cửa Việt đi Hải Phòng, mang theo 1.300 tấn tinh bột sắn trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Khi vừa ra cửa biển đến phao số 2 thì tàu bị mắc cạn. Mình ra đến cửa, đầu cửa thì ngoài cái cửa Việt này thì sóng nó ngang, nó cũng xô to. Thế nên là khi mình không điều chỉnh hướng đi nữa thì do chân sóng nó to, nó văng vát vào sang bên cái mũi tàu, là mũi tàu mình lật sang hướng bên phải của luồng. Dẫn đến là mũi tàu mình bị kê vào cạn. Đây không phải là con tàu duy nhất gặp nạn ở biển cửa Việt.
Trước đó vào ngày 19 tháng 12 năm 2014, tàu Phúc Linh 89 chở khoảng 1.300 tấn than cũng bị mắc cạn rồi chìm ở khu vực này, đến nay vẫn chưa lai dắt được vào bờ. Toàn bộ số hàng hóa trên tàu đến nay đã bị sóng đánh dập, trôi dạt ra biển. Nguyên nhân của tình trạng nhiều tàu chở hàng lẫn tàu của ngư dân gặp nạn được cho là do thời tiết xấu, biển động nên khu vực cửa biển có sóng lớn. Thêm vào đó, tình trạng bồi lấp các luồng lạch tại biển cửa Việt cũng khiến cho nhiều tàu thuyền qua lại gặp nạn. Nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng, trong năm 2014, Cục Hàng hải Việt Nam đã triển khai nạo vét luồng lạch cửa Việt và thông báo độ sâu an toàn cho tàu lưu thông là âm 5,6 mét. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và dòng chảy biển bãi ngang, tình trạng bồi lấp cửa biển diễn ra phức tạp. Sau khi công bố thông báo hàng hải, thì trong vòng 3 đến 4 tháng, thì cái lượng bồi lấp hiện bây giờ là chỉ còn lại âm 3,2 mét. Đấy, nên cũng kịp xét về cái mặt quản lý an toàn hàng hải và cũng như cái cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển thì cũng kiến nghị với các cái cơ quan cấp trên, các cái cơ quan có thẩm quyền quan tâm thường xuyên nạo vét đối với cái luồng hàng hải cửa Việt. Đối với tàu Trung Thành 05 đang mắc cạn ở cửa Việt, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa Việt phối hợp với ngư dân địa phương đi trên tàu trung tốc và tàu đánh cá tiếp cận bốc dỡ một số hàng ở trên tàu, chằng chống dây neo để sóng biển không đánh lật tàu và đưa 8 thuyền viên trên tàu bị nạn vào bờ, chăm sóc sức khỏe. Đối với đồn biên phòng thì có một kênh thông tin riêng đối với các ngư dân trên biển, thường xuyên liên lạc, duy trì. Cái thứ hai nữa là triển khai các cái lực lượng địa bàn xuống để tuyên truyền, rồi vận động nhân dân là trong những ngày mà có những gió mùa hoặc là bão thì là tuyên truyền cho nhân dân là không nên là ra biển để đánh bắt cá, tránh các cái rủi ro có thể xảy ra khi mà ra khỏi cửa biển cửa lạch. Trong năm 2014, cảng cửa Việt có 828 lượt tàu ra vào với tổng lượng hàng hóa thông qua cảng là gần 312.000 tấn. Với điều kiện luồng lạch, mực nước của cảng cửa Việt, giới hạn tàu được phép cập cảng có trọng tải dưới 2.000 tấn. Tuy nhiên, không ít tàu gặp nạn khi vận chuyển hàng hóa ở mức cho phép. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác quản lý sử dụng điện ở một số địa phương trên địa bàn huyện Triệu Phong còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Phóng sự sau phản ánh rõ hơn về thực trạng trên tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Những đường dây này trước đây do Điện lực Thành Cổ kéo dẫn để phục vụ các hộ dân nuôi trồng thủy sản. Sau thời gian, các cột điện nghiêng ngả, dây điện nằm sát các mái nhà của người dân. Có nhiều điểm, đường dây điện chỉ cách mặt đất từ 1 đến 2 mét, răng ngang qua các lối đi. Tình trạng trên làm cho hệ thống điện ở xã Triệu Lăng trở nên rất nguy hiểm. Điện tới là có 3 cái trụ điện đi qua, nhưng mà nhiều dây là đi ngang qua. Mà tình trạng là độ dây xuống giữa vườn là 2-3 năm nay rồi. Nên là cái việc này là ảnh hưởng đến là coi như tài sản và coi như tính mạng của gia đình tôi. Nhất đặc biệt là các em nhỏ là coi như lưu tới. Mỗi năm, xã Triệu Lăng tiêu thụ hết khoảng 15,5 triệu kWh điện, tương đương khoảng 25 tỷ đồng. Được biết, hệ thống lưới điện của xã Triệu Lăng và một số địa phương khác trên địa bàn huyện Triệu Phong như Triệu Đông, Triệu Tài, Triệu Sơn, Triệu Trạch do Điện lực Thành Cổ Quảng Trị quản lý. Trước thực trạng mất an toàn hệ thống điện, chính quyền xã đã nhiều lần phản ánh và đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác quản lý vận hành an toàn lưới điện. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Cái hệ thống điện của xã Triệu Lăng thì do Điện lực Thành Cổ là quản lý, cho nên mỗi lần mà khi mà xảy ra cái sự cố gì thì chúng tôi không thể là đề xuất được mà phải đề xuất qua Ủy ban huyện Triệu Phong. Chỉ như vậy, cái mong muốn là của xã và của nhân cũng muốn là chuyển cái hệ thống điện của là Điện lực Thành Cổ qua cho Điện lực Triệu Phong quản lý. Thì những cái bất cập xảy ra chúng tôi dễ là coi như báo cáo với cái cấp thẩm quyền của huyện Triệu Phong thì giải quyết được nhanh cho bà con được. Từ sự chủ quan của người dân, sự thiếu quan tâm của đơn vị quản lý nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện ở xã Triệu Lăng. Tình trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài và hàng ngày người dân phải đối mặt với sự nguy hiểm do sự cố chập điện, do rỉ điện bất cứ lúc nào. Tại thôn Liên Phong, xã Triệu Ái, Công an huyện Triệu Phong, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tiến hành tiêu hủy vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.
với 15 khẩu súng tự chế nhiên liệu tạo áp suất bằng hơi, 10 khẩu nhiên liệu tạo áp suất bằng cồn, 500 viên pháo các loại và 30 loại đồ chơi nguy hiểm. Đây là số vũ khí thông qua các đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Công an huyện Triệu Phong, Công an các xã thị trấn. Sau khi tiếp nhận các loại vũ khí, để đảm bảo an toàn đúng quy định pháp luật, Công an huyện Triệu Phong đã tiến hành thu gom, phân loại và tiến hành tiêu hủy. Chương trình xin được chuyển sang phần tin tức thế giới. Ngay sau khi hai vụ bắt cóc con tin kết thúc, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào tối ngày hôm qua, Tổng thống Hollande cho biết Pháp vẫn đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh và sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân. Trước đó, chiến dịch tấn công nhằm vào những kẻ khủng bố ở cả hai địa điểm bắt giữ con tin tại Pháp vào tối hôm qua đã kết thúc khi 3 trong số 4 nghi phạm bị tiêu diệt, 4 con tin thiệt mạng và khoảng gần 20 con tin khác được giải cứu an toàn. Tại thị trấn Dammartin-en-Coulé, cách thủ đô Paris 40 km, lực lượng an ninh đã tấn công và tiêu diệt hai anh em Kouachi, những kẻ tình nghi đã tấn công tòa báo Charlie Hebdo vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, cũng như giải cứu thành công một con tin mà chúng đang bắt giữ. Hai nghi can trên đã bị bắn hạ khi đấu súng với lực lượng an ninh để tìm cách trốn thoát. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 2 cảnh sát bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Trong khi đó, đặc nhiệm Pháp cũng tổ chức tấn công nhằm vào một cửa hàng nhỏ chuyên bán hàng Do Thái ở phía đông thủ đô Paris. Theo thông báo, tay súng khủng bố được cho là Amedi Koulibaly đã bị tiêu diệt. Nữ nghi can còn lại đã trốn thoát. Tuy nhiên, trong vụ bắt cóc trên, ít nhất 4 con tin đã thiệt mạng, có thể là trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Theo điều tra ban đầu, những kẻ khủng bố này đều có liên quan với nhau. Ngày hôm nay 10 tháng 1, lực lượng tìm kiếm Indonesia cho biết đuôi máy bay QZ-8501 đã được nâng lên từ độ sâu 30 mét dưới đáy biển bằng những quả bóng bơm khí được gắn vào bộ phận đuôi máy bay và phía trên dùng cần cẩu nhấc lên. Mặc dù đã lên kế hoạch trục vớt phần đuôi chở máy bay QZ-8501, sông sóng cao và dòng nước chảy mạnh đã cản trở các hoạt động của đội tìm kiếm. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định rằng hộp đen có còn nằm trong bộ phận đuôi máy bay như thiết kế của chiếc máy bay Airbus A320-200-20. Bởi tình huống xấu nhất là hộp đen có thể bị văng ra ngoài khi máy bay rơi xuống biển và bị vỡ. Cho tới nay, 48 thi thể đã được tìm thấy tại vùng biển ngoài khơi đảo Borneo, trong đó 27 thi thể đã được nhận dạng. Trong khi đó, thân nhân hành khách gặp nạn đã tập trung tại Surabaya, yêu cầu nhà chức trách phải nhanh chóng tìm kiếm thi thể người thân của họ. Hàng loạt công ty cổ phần McDonald's Nhật Bản ngày hôm nay đã lên tiếng xin lỗi các khách hàng về vụ bê bối liên quan đến thực phẩm mới đây, đồng thời cam kết sẽ làm đủ mọi cách để đảm bảo an toàn thực phẩm trong thực đơn của hãng. Động thái trên diễn ra sau khi hệ thống bán đồ ăn nhanh McDonald's bị khách hàng chỉ trích khi họ tìm thấy răng người, nhựa và mảnh kim loại trong thức ăn ở các cửa hàng tại Nhật Bản. McDonald's cũng cho biết hãng đang tiến hành điều tra làm thế nào một chiếc răng người lại xuất hiện trong gói khoai tây chiên của một khách hàng vào ngày 7 tháng 1 vừa qua. Sự cố trên không phải là duy nhất xảy ra ở chuỗi các cửa hàng tại Nhật Bản gây tổn hại đến danh tiếng của McDonald's. Vào tháng 12 năm 2014, một em bé đã bị thương ở miệng sau khi ăn phải mảnh nhựa trong một ly kem trái cây. Cũng trong năm 2014, uy tín của McDonald's bị lung lay sau khi người ta phát hiện ra rằng một nhà cung cấp cho hãng này và nhiều chuỗi ăn nhanh toàn cầu khác ở Trung Quốc sử dụng thịt bẩn quá hạn để chế biến trong một điều kiện môi trường cũng không được đảm bảo. Chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.